Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, được bao bọc bởi hai dòng sông Tiền và sông Hậu, Vĩnh Long hội đủ những điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp thủy sản trên quỹ đất trên 120.000 hecta. Nông sản chủ lực của tỉnh bao gồm lúa chất lượng cao, trái cây đặc sản, hoa màu, cá tra, thủy sản lồng bè, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Lúa là cây trồng có diện tích lớn nhất của tỉnh với 60.000 hecta, năng suất bình quân đạt 6 tấn hecta, sản lượng trên 1 triệu tấn mỗi năm. Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác lai tạo giống, Vĩnh Long đã đưa vào canh tác nhiều giống ngắn ngày với trình độ thâm canh cao, tạo phẩm chất ngon được thị trường ưa chuộng. Tỉnh cũng đã xây dựng được nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích trên 15.000 hecta, trong đó có nhiều mô hình đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Qua đó góp phần nâng cao được chất lượng, bảo vệ môi trường nông thôn, đồng thời nâng cao được chất lượng, tăng sự cạnh tranh chuỗi giá trị lúa, gạo. Tạo sự đa dạng trong sản phẩm nông nghiệp, phá thế độc canh cây lúa, tỉnh còn tập trung phát triển nhiều loại rau màu, cây ăn trái, trong đó với khoảng 53.000 hecta vườn cây trái. Vĩnh Long là tỉnh có diện tích trồng màu lớn thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư cả nước. Nhiều trái cây đặc sản gắn với chỉ dẫn địa lý mà du khách đến Vĩnh Long không thể bỏ qua như cam sành Tam Bình, bưởi Nam Roi Bình Minh. Nhờ áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng trái rất ngon, được nhiều thị trường khó tính ưa chuộng. Về các xã Cù Lao Minh, huyện Long Hồ hay Cù Lao Tân Quy, huyện Trà Ôn sẽ được đắm mình trong vườn chôm chôm, vườn nhãn triệu quả với hệ thống tổ chức sản xuất bài bản, khép kín đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế. Hiện tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu cho trái cây mà đích nhắm đến là các thị trường lớn giàu tiềm năng như Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Rau màu cũng là thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long, với diện tích hàng năm khoảng 46.000 hecta, sản lượng 900.000 tấn. Trong đó nổi bật về giá trị là khoai lang Bình Tân, xà lách son Bình Minh cho lợi nhuận hàng trăm triệu mỗi hecta. Về định hướng quy hoạch thì trong thời gian qua thì với cái việc chúng ta thực hiện cái chủ trương là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chúng ta đã chủ động xác định 3 cây 3 con trong cái nhóm lợi thế và đặc biệt là có 10 cái sản phẩm tiềm năng. Về cây thì chúng ta ngoài cây lúa ra thì chúng ta chọn cây khoai lang và cái nhóm cây ăn trái và cây nhóm cây có múi. Con thì ngoài con heo thì chúng ta chọn con bò và con cá. Cá thì có thể cá tra và cá điêu hồng. Hiện nay thì chúng ta đã xây dựng được một số cái vùng nguyên liệu để mà đầu tư có chứng nhận sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn. Đặc biệt thì thực hiện cơ cấu lại thì chúng ta đang định hướng là sẽ phát triển theo cái hình thức là chuỗi giá trị. Ngoài 6 sản phẩm chủ lực, nghĩa là 3 cây 3 con thì chúng ta còn 10 sản phẩm tiềm năng bao gồm trong đó cái nhóm cây ăn trái. Ví dụ như là bưởi, ngoài bưởi cam thì chúng ta có thêm xoài, sầu riêng, nhãn, chôm chôm hoặc là một số loại cây ăn trái khác. Còn về chăn nuôi thì ngoài cái đối tượng con heo con bò thì chúng ta xác định thêm là cái con gà thả vườn. Hoặc là trong cái nhóm thủy sản thì ngoài cá tra, cá điêu hồng thì chúng ta có thể nuôi một số cái đối tượng thủy sản nước ngọt. Ví dụ như là cá bông lau, cá thác lát, cá trạch lấu hoặc là một số đối tượng mới. Cái định hướng về cái mời gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh sẽ có một số chủ trương, ví dụ như là một số hình thức là cho nông dân đó. Một là có thể đứng ra là thuê hoặc là dồn điền đổi thửa như thế nào đó để hình thành một số cái vùng nguyên liệu rộng lớn. Từ đó chúng ta mới có thể áp dụng được các cái giải pháp về kỹ thuật và nhất là về cơ giới hóa để mà chúng ta giảm cái phần chi phí hạ giá thành. Thứ hai là chúng ta sẽ chú ý về cái khâu xây dựng một số nhãn hiệu thương hiệu hàng hóa. Chúng ta đầu tư một số cái cơ sở chế biến đối với những cái sản phẩm hàng hóa nông sản rất là cần thiết. Trong số này thì chúng ta đang mời gọi nhiều cái doanh nghiệp chế biến, trong đó lĩnh vực về một số đề tài nghiên cứu về cái một số cái trang thiết bị thực hiện, ví dụ như máy ép trái cây để mà chúng ta có thể là tận dụng các cái sản phẩm mà nó bị dạt rồi, hoặc là chúng ta giải quyết ở cái giai đoạn mà nó bị tồn đọng.
Ngoài thế mạnh nông nghiệp, trong xu thế phát triển và hội nhập, Vĩnh Long đang nỗ lực tái cơ cấu, nâng chất nền kinh tế với việc đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp dịch vụ, hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Theo định hướng, trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung khai thác, phát huy tối đa thế mạnh tiềm năng của tỉnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ dựa trên nền nông nghiệp. Trên quan điểm, giao thông phải đi trước một bước, thời gian qua tỉnh đã đầu tư xây mới, duy tu nâng cấp nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tạo lực mới, kết nối liên hoàn giữa đô thị, dân cư, công nghiệp, dùng nguyên liệu nông thôn và nhiều tỉnh thành khu vực. Vĩnh Long hiện có 2.576 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 16.170 tỷ đồng và 44.564 hộ kinh doanh. Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm 2017, thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh đã tổ chức tiếp xúc và làm việc với 33 lượt nhà đầu tư, trong đó có 25 lượt nhà đầu tư nước ngoài. Sau đàm phán, có 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 4 dự án cấp chủ đầu tư. Sau đàm phán, có 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 4 dự án cấp chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký 1.841,8 tỷ đồng và 55,31 triệu đô la. Hai khu công nghiệp Hòa Phú, Bình Minh với tổng diện tích 380 hectare và hiện còn 121 hectare chưa cho thuê. Một tuyến công nghiệp Cổ Chiên dài 20 km dọc theo sông Cổ Chiên. Vĩnh Long đang tiếp tục mời gọi đầu tư hạ tầng để kinh doanh ba khu công nghiệp Bình Tân diện tích 400 hectare, khu công nghiệp Đông Bình diện tích 350 hectare và khu công nghiệp An Định diện tích 200 hectare. 14 cụm công nghiệp với diện tích 659 hectare cũng đã được quy hoạch phát triển thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Vĩnh Long cũng đã phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với 67 dự án mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ. Tại hai khu và tuyến công nghiệp này thì diện tích còn lại của hai khu công nghiệp là khoảng 90 hectare để đủ điều kiện để mời gọi các nhà đầu tư vào là thực hiện các dự án. Hiện nay thì cái nhu cầu thu hút cái đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu cụm tiến công nghiệp này như thế nào? Hiện tại thì hai khu công nghiệp và tiến công nghiệp này còn 90 hectare thì chúng tôi đang tập trung kêu gọi đầu tư vào các cái ngành nghề như là chế biến nông lâm thủy sản, về các cái chế biến về ngành nông nghiệp, rồi thủy sản, rồi ngành điện, điện tử, gia dụng và dệt may, da giày, và ưu tiên cho những cái ngành nghề ít ô nhiễm để thực hiện các dự án trong khu công nghiệp. Hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi cũng là cơ sở để thu hút nhà đầu tư. Cụ thể, từ trung tâm thành phố Vĩnh Long đến sân bay quốc tế Trà Nóc, Cần Thơ khoảng 43 km và cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 140 km. Hiện tỉnh có 15 tuyến đường chính với tổng chiều dài trên 400 km, trong đó có 5 tuyến quốc lộ. Các tuyến đường nội tỉnh phần lớn đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Vĩnh Long có mạng lưới sông ngòi với tổng chiều dài khoảng 955 km, 3 hệ thống cảng biển lưu thông cho tàu có tải trọng từ 3.000 đến 5.000 tấn, kết nối ra biển Đông chở hàng hóa đi quốc tế. Cái địa thế, cái vị trí của cảng Vĩnh Long đó là một cái trung tâm, cho nên tất cả các hàng hóa mà tập trung về cảng thì phân phối các nơi, ví dụ như trục quốc lộ 53, nếu mà đi bằng đường bộ thì đi Trà Vinh, rồi nếu mà chúng ta đi cái đường ở quốc lộ 80 thì đi về Đồng Tháp. Còn cái tuyến mà đường thủy thì đi về Trà Vinh, rồi đi về Bến Tre, rồi chúng ta qua cái sông Măng thì đi về Cần Thơ, nó cũng rất là thuận tiện. Bên cạnh đó thì trên cái tuyến sông Tiền thì chúng ta đi qua bên Mỹ Tho và Đồng Tháp. Cái năng lực và quy mô của cảng Vĩnh Long á, thì cảng Vĩnh Long là tiền thân trước đây á, được xây dựng là trước năm 1975. Qua cái thời gian mà mở rộng về di tu đó, đến thời điểm này thì cái khả năng là tiếp nhận tàu là 5.000 tấn ra vào cảng. Thì cái định hướng sắp tới sau này á, mà theo cái xu hướng phát triển chung á, là cái
cái đường thủy là nó chiếm là cái tỷ trọng là trên 70% lượng hàng hóa đi bằng tuyến đường thủy, nhất là cái phát triển mạnh về cái logistics. Thì logistics ở đây thì muốn nói là cái hàng mà container qua cảng, thì vị trí cảng là chỉ có là cảng Phú Long là số 1 về cái hoạt động logistics. Tại vì đây là một cái cảng mà nó hoạt động lâu đời, rồi có đủ nhân lực, có người để đảm bảo được cái mảng mà dịch vụ logistics. Vĩnh Long được xem là một trong những trung tâm đào tạo nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại tỉnh có 3 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp chuyên nghiệp và 17 cơ sở đào tạo nghề, đủ năng lực đào tạo lao động cho các nhà đầu tư. Hiện nay, một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh là xây dựng, tập trung thu hút mời gọi đầu tư phù hợp với điều kiện của tỉnh, với xu hướng đầu tư mới và mang tính khả thi cao. Một trong những hành động của tỉnh là mạnh dạn bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Ngoài các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Trung ương, Vĩnh Long cũng ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư riêng, hỗ trợ một phần kinh phí cho các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Các nhà đầu tư tìm hiểu vào Vĩnh Long mà nói chung và khu nghiệp nói riêng thì đối với ban quản lý khu nghiệp thì cũng có giới thiệu cái chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh, mà cụ thể là cái nghị quyết số 97 của Hội đồng Nhân dân có cái thời gian thực hiện từ đầu năm 2018. Thì các cái chính sách đó là cũng hỗ trợ cho nhà đầu tư, như là hỗ trợ về cái công tác chuẩn bị đầu tư, rồi công tác xúc tiến đầu tư, rồi quảng bá sản phẩm, hay là cái về vấn đề là tạo nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư, rồi là tạo điều kiện về cái cơ sở hạ tầng giao thông, thoát nước, nước sạch. Mục tiêu từ nay đến năm 2020, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt tăng trưởng khoảng 13,75% một năm. Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế sẽ chiếm khoảng 22,7%. Riêng trong năm 2018, kế hoạch thu hút đầu tư khoảng 150 triệu đô la là hoàn toàn có khả năng đạt và vượt, bởi môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và đặc biệt là khai thác mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long. Công ty Bosin của chúng tôi hoạt động từ năm 2009, chủ yếu là sản xuất mặt hàng áo lông vũ và hàng Gore-Tex. Thị trường xuất khẩu của chúng tôi là ở Mỹ, ở châu Âu, Nhật và các nước trên thế giới. Và cảm nhận của tôi trong suốt những năm làm việc tại Vĩnh Long, tại Việt Nam, chúng tôi mối quan hệ thường xuyên của chúng tôi là ban quản lý các khu công nghiệp, thì chúng tôi nhận được cái sự quan tâm, tư vấn, giúp đỡ nhiệt tình về thủ tục giấy tờ thì rất là nhanh gọn. Về ưu đãi thuế thì công ty chúng tôi cũng được hưởng là 3 năm miễn thuế và 7 năm liên tiếp là được giảm 50%. Riêng về mặt an ninh thì ở địa phương, công an quản lý tại địa phương cũng như là bên công an an ninh kinh tế luôn tạo cho chúng tôi cái cảm giác rất là an toàn, kết hợp với người lao động tại Vĩnh Long hiền lành, cho nên cái cảm giác này tôi thấy là nó tốt hơn ở những cái nước mà tôi đã từng đi qua rất là nhiều. Riêng về người lao động tại Vĩnh Long thì đa số người lao động rất là hiền lành, cần cù, siêng năng, và cái nguồn lao động tri thức cũng rất là dồi dào. Tỉnh Vĩnh Long nói chung và cái khu công nghiệp Hòa Phú nói riêng là cái vị trí nằm giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, thì giao thông rất là thuận tiện. Ví dụ như là cái việc xuất khẩu tại doanh nghiệp thì trong ngày chúng tôi xuất hàng là hàng hóa đã đến cảng thành phố Hồ Chí Minh và xuất đi rất là tiện lợi. Chúng tôi cũng hy vọng là nhiều nhà đầu tư nữa sẽ vào đầu tư tại Vĩnh Long giống như doanh nghiệp của chúng tôi. Riêng tập đoàn Quang Lung của chúng tôi đang có cái định hướng sẽ mở rộng đầu tư thêm nữa tại Vĩnh Long này. Đối với tỉnh Vĩnh Long thì cái vấn đề vận chuyển hàng hóa cũng như là đầu tư ở tại Vĩnh Long thì ngay tại tỉnh Vĩnh Long nó, thứ nhất là từ cái đường cao tốc
ốc Trung Lương là Mỹ Thuận thì cũng đã chuẩn bị sắp để khánh thành. Đồng thời ở Vĩnh Long thì nó có nhiều tuyến khu công nghiệp cũng như là cảng container, và cái nó cũng giáp với Cần Thơ thì nó gần sân bay quốc tế là Cần Thơ, cách khoảng 40 km, đi chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Thì riêng tỉnh Vĩnh Long thì trước kia là doanh nghiệp phải vận chuyển hàng hóa là toàn bộ là phải đi bằng đường bộ, mình kéo container từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh, cái chi phí nó rất là cao. Nhưng mà gần đây thì các nhà đầu tư sẽ đầu tư, hiện tại là ở tại ngay tỉnh Vĩnh Long đã có 3 cái cảng container, xà lan container lấy hàng hóa tại ngay tại tỉnh Vĩnh Long, đi xà lan về thành phố Hồ Chí Minh, cái chi phí rất là rẻ, là giảm được những cái chi phí cho doanh nghiệp trong cái vận tải. Còn cái thuận lợi ở Vĩnh Long nữa thì ngay cái tuyến quốc lộ 1 nó đi ngang tỉnh Vĩnh Long, và tỉnh Vĩnh Long nó cũng nằm trong cái giống như cái lũ trong giữa lòng bàn tay, hầu như các tỉnh lân cận tỉnh nào mình đi sang cũng rất là gần, đi Sóc Trăng, đi Cà Mau, đi đâu thì cũng phải đi qua tỉnh Vĩnh Long. Thì cái này nó giúp được cho cái tỉnh Vĩnh Long để có thể là nhiều nhà đầu tư về đó là đầu tư ngay tại tỉnh Vĩnh Long. Thứ nhất là tỉnh Long nó có nhiều cái tuyến khu công nghiệp rất là lớn, cũng như là khu công nghiệp Hòa Phú, là khu công nghiệp Bình Minh, rồi các cái khu công nghiệp chuẩn bị mở ra như An Định rồi đó là Bình Tân. Tôi nghĩ là các nhà đầu tư cũng đã quan tâm đến tỉnh Vĩnh Long để đầu tư. Với thông điệp đến Vĩnh Long là đến với vùng đất mở, các nhà đầu tư sẽ thấy ở đây môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, minh bạch, với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện. Hơn 25 năm, một chặng đường phát triển đã đi qua, Vĩnh Long đã bước vào chặng đường mới với quyết tâm, với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục tạo ra những lợi thế rất riêng để thu hút về đây mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế. Tất cả hứa hẹn những đổi thay vượt bậc của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, xứng tầm một trung tâm công nghiệp hiện đại, một điểm đến kinh doanh hiệu quả của các nhà đầu tư.